đàn ông đến tuổi trung niên bắt đầu xuất hiện nhiều dấu hiệu lão hóa. Những nghiên cứu y học xã hội cho thấy có đến 60% đàn ông Việt Nam trên 50 tuổi bị u phì đại lành tính tuyến tiền liệt. Tỷ lệ u phì đại lành tính tuyến tiền liệt và mức độ trầm trọng của bệnh thường gia tăng theo độ tuổi, gây ra các rối loạn tiểu tiện làm cho cánh đàn ông trung tuổi gặp nhiều bất tiện và khó xử trong cuộc sống hàng ngày, với các triệu chứng như mót tiểu liên tục, tiểu khó, tiểu dắt, tiểu đêm nhiều lần. Khang niệu tuyến InnoFarm được bào chế theo quy trình hiện đại với những dược liệu quý từ thiên nhiên như hoàng bá, chi mẫu, ích mẫu, trạch tả và trinh nữ hoàng cung, làm giảm kích thước khối u lành tính tuyến tiền liệt, làm cho người bệnh có thể đi tiểu được dễ dàng hơn, hạn chế phẫu thuật và các nguy cơ biến chứng có thể xảy ra. Để có tác dụng lâu dài, người bệnh nên có chế độ sinh hoạt lành mạnh, sử dụng thực phẩm sạch, giàu chất chống oxy hóa và bổ sung vitamin thiết yếu, cà chua, gấc, rau sạch, lạc, vừng, hạt bí, hạt dẻ. Khang niệu tuyến InnoFarm đơn giản và an toàn, hiệu quả rõ rệt chỉ sau 2-3 tháng sử dụng. Khang niệu tuyến InnoFarm hỗ trợ điều trị u xơ lành tính tuyến tiền liệt. Khang niệu tuyến InnoFarm giảm hẳn tiểu đêm, êm đềm giấc ngủ.